Xin chào tất cả anh em nhé, đã quay trở lại kênh của bên em lại giới thiệu cho tất cả anh em về mấy cái mẫu máy nhé. Thì hai số điện thoại trực tiếp mua hàng bên em là 0364011683 và 0983198883, có Zalo nhé các bác nhé. Thì có anh em là chưa xem đến kênh của bên em thì em giới thiệu một chút nhé. Em là Quyết, em Bắc Giang. Các bác vừa xem kênh các bác cho một nút like, một nút đăng ký kênh, sau các bác xem lại nó dễ. Thì hôm nay lên 4 đầu máy này, WS này, Future Leo này, Sirius này và một con máy Honda 100 của Trung Quốc nhé. Đấy thì một lát bên em sẽ báo giá luôn. Các bác nào ưng được con nào thì liên hệ cho bên em nhé, là 0364011683. Rồi, đầu tiên thì bên em giới thiệu anh em là con máy WS 100. Cái này là hàng đẹp nhá. Đấy. Con này là xe thành lý đó. Đấy, xe thành lý thì giới thiệu một chút nhá. Thì cái máy của nó đây thì là đây, đầu bò nguyên bản nhé, đầu bò nguyên bản, hơi cũng là nguyên bản hết 100% nhé. Điện cũng thế, điện nguyên bản, chế cũng thế. Đấy, chế nguyên bản, quay vòng cũng ra báo giá luôn cho các bác là 4 triệu. Hôm nay là ngày 28/6. Đấy, máy nó toàn một màu này. Đấy, máy con này là đời 2007 2008 nhé. Đấy, máy cũng rất chia đẹp, máy viết rồi nguyên bản hết luôn. Con này thì bây giờ tìm nó cũng hơi hiếm chút. Con này chế thì các bác nhé, xem chế thì nó chế ấy, nhưng mà con này đề là thầy các bác nhé. Cái giá bán thì các bác liên hệ trực tiếp cho bên em nhé, WS ngày 28/6. Đấy, về các bác cứ mua thì các bác cứ WS ngày 28/6 nhé, cần đạp cần số nguyên bản luôn. Rồi tiếp theo bên em sẽ giới thiệu con thứ hai, sẽ là con Future Leo đời 2007 2008 nhé. Con này thì nguyên bản toàn bộ từ A đến Z nhé. Đấy, các bác là lắp ba gác hoặc là lắp lên xe nhé. Con này chế vào khí cơ nhé, cái này cổ thì nó cũng thay được. Đấy, các bác nào có cổ zin có thay vào nhé, hoặc là cổ mới, hoặc là anh em yêu cầu cổ mới ở bên em bán con này là nguyên giá luôn, các bác là 6 triệu. Đề điếc là vách máy điếc là nguyên bản hết nhé. Đây, răng điếc nó vẫn còn mới nhé. Đấy, đầu bò này ốc nó chưa hết sức rồi. Đấy, nói chung là cái chỗ này kỉnh cam nó chắc nó tháo rồi chứ còn nó không phải nguyên bản nữa. Đấy, con này ngày 28 năm sau, con này F2 nhé. Đấy, giá bán cho các bác là 6 triệu, theo cần đạt cần số và chế vào khí thôi. Đấy, các bác nào thích cổ hút nghiêng thì em tháo cổ hút nghiêng thôi, còn không để nguyên. Đấy. Rồi tiếp theo các bác là con Sirius đời cao, con này bán 4,5 triệu một con nhé. Con này nguyên bản hết, chưa tháo, chưa bổ máy, chưa gì hết. Em bán 4,5 triệu một con. Lốc máy đẹp tuyệt vời, long lanh, mọi chức năng hoạt động đầy đủ, các bác chỉ gắn lên xe cái là chạy thôi. Đấy, con này nó nguyên cần đạp cần số mới chế khí. Anh em về lắp Jupiter đây, lắp Jupiter hoặc là anh em lắp Sirius đều được hết, đời cũ đời mới anh em đều lắp được hết nha các bác nhá. Đấy, rồi đây đầu bò nguyên bản đây, thì các bác nào có mua thì liên hệ trực tiếp cho bên em nhé. Tiếp theo là hàng Honda 100 Trung Quốc, đấy, nắp cho Wayzim nhé. Thì con này nó nguyên bản là nhập khẩu Trung Quốc nhé, thì bên em cũng toàn xe của Trung Quốc, hàng Trung Quốc nhé, mà lắp cho tất cả dòng xe Việt được. Đây bù đầu bò nguyên bản đấy các bác nhé. Đấy, hơi nước nguyên bản, con này em bán 3,5 triệu theo cần đạp cần số và chế khí. Con này con N8 ngày 28/6 nhá. Đấy, con này là côn hai nồi. Đấy, nó hàng rất chi là đẹp, hơi của nó hơi 100, nên các bác gác lên uây zim là vừa đẹp. Đấy, 3,5 triệu một con. Đấy, máy sạch sẽ nha các bác nhá, về vẫn lổ bình thường nhá. Cái này là hàng Honda, thì em nói rất chi nhiều rồi, Honda sản xuất tại Trung Quốc với Honda Việt Nam thì nó cũng cùng một form, cùng một nhà máy nó sản xuất ra, nhưng mà nó lắp trên xe gì thôi. Bên họ lên lắp trong xe Way, bên mình lắp cho xe Jim, xe Way cũng được, cùng form lắp được hết. Đấy, các bác mua thì cứ alo trực tiếp cho bên em. Đấy, còn bên em thì cũng có toàn máy mới đây. Đây, Bifan 125 côn tay máy mới đây. Máy lắp cho xe Jim, hơi 125, 110 có nhé. Máy là máy hăng Jim. Đấy, hăng Jim 110. Hen sim lắp cho ba gác này, cốt dài nhé. Hoặc là anh em thổ đèo, anh em muốn máy mới, cái cốt dài này.
phù đèo nhá. Đấy, còn long zin 130cc lắp cho cũng tất cả các máy luôn. Đấy, bác bớt chút thời gian bác đăng ký kênh nhá, sau bên em giới thiệu chi tiết về từng máy một. Đấy, còn đây con dòng sen lắp cho xe win này, win detect, con này 4,7 triệu một con nhá, hàng dòng sen đẳng cấp Trung Quốc. Hai con này khách này. Rồi thì bên em cũng máy 3 tiếng một lùi nhá. Máy 3 tiếng một lùi bên em vừa về được chục con. Đấy, các bác nào trước hỏi rồi mà em chưa có hàng nữa bác ơi, 3 số tiếng một số lùi nó như nào bên em giới thiệu một chút nhá. Là số 1 2 3 tiếng lùi trực tiếp nhâm xích nhá. Nó lắp cho người khuyết tật hoặc anh em dùng go kart nhá. Thì nó có số lùi anh em về 3 2 1 xong một mức mo. Mức mo sẽ về số lùi. Đấy, và lùi trực tiếp nhâm xích luôn. Đấy, lùi như ô tô nhá các bác nhá. Đấy. Máy Nifan 150, Nifan là 150, hơi 150. Đấy, cái giá bán các bác liên hệ cho bên em nhá. Đấy. 150 Lifan lòng khô, máy chạy rất chiều, ổn định và ngon. Đấy. Rồi em nói chung là nhiều máy đó, để các bác tư vấn muốn lắp xe gì các bác liên hệ trực tiếp cho số điện thoại bên em là ok nhất, từ dòng 67 CD90 đều có hết nha các bác nha. Rồi em kết thúc video đây, chào tất cả các bác.